Ngày xưa có một chàng trai tên là Ngưu Lang làm chăn trâu thuê cho ông bà bá hộ đã 5 năm mà chưa được trả công. Thằng Ngưu Lang đâu rồi? Giờ chưa đi chăn trâu, để trâu đứng đầy ở nhà tao đó hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dạ con đây thưa ông. Cái thằng giờ này mặt trời đã lên quá ngọn sào rồi mà chưa đưa trâu đi ăn hả? Dạ con cũng đói mà chưa được ăn gì, thì làm sao con đưa bọn trâu đi ăn nổi? Cơm mày ăn ngày ba bữa còn kêu ca nổi gì? Dạ nhưng mà ông chưa trả tiền công của con 5 năm qua. Lúc trước á, ông bảo con còn nhỏ nên ông giữ tiền cho con sau này lãnh một lần để làm ăn. Giờ đã 5 năm rồi, con muốn lấy tiền công để... Mày dại lắm. Bây giờ mày lập nghiệp thì chắc gì tiền đã sinh lời. Lỡ mà mất hết á, thì lại đi làm mướn. Để dành nhiều một tí á, rồi cưới vợ, lập gia đình là ăn chắc. Không lỗ đi đằng nào được hết. Nhưng mà con muốn dựng một cái nhà. Có nhà rồi thì mới cưới vợ được chứ. Trước giờ con ngủ ngoài chuồng trâu không mà. Thôi được, nghe mày nói cũng có lý. Vậy, ngày mốt ta sẽ bán đàn trâu này rồi trả công cho mày. Nhưng mày phải làm sao kiếm được một con trâu nữa cho chẳng 10 con thì bán mới được giá. Làm sao mà chỉ trong 2 ngày con kiếm được một con trâu khác cho ông bây giờ? Đợi trâu đẻ cũng phải 1 năm nữa ông. Vậy thì mày làm thêm cho ông mấy năm nữa, để khi nào kiếm được vợ hẳn tính. Đi chăn trâu mau đi, nó mà chưa được tắm rửa như lần trước á, thì ông trừ lương đó. Đi thôi. Ủa, 1 2 3 nè, 4 5 nè. Ủa, mình cứ đếm vậy hoài thì có thêm một con nữa không ta? Mày thì tốt rồi, có nhà ở, có vợ con, có người chăm lo ăn uống tắm rửa hàng ngày. 6 7 8. Ủa, một con nữa đâu rồi? Lại đi ăn lung tung rồi đây. Mau buông ra, cái áo của ta không phải đồ ăn đâu, biết chưa? Con trâu này, mau nhả ra. Dạ, ông có sao không ạ? Cậu là ai mà dám thả trâu ở đây? Dạ, con thấy cỏ ở đây tươi ngon, cho nên con dẫn đàn trâu đến. Thôi thôi, được rồi, ta đang vội. Để con giúp ông một tay. Vậy thì tốt quá, ta đang có việc mà lại rớt tơ ở đây. Đúng lúc con trâu kia nhai áo của ta, khiến không thể nào thu gọn được. Ê, gỡ ra từ từ thôi, đừng có làm đứt nhân duyên thiên hạ đó. À, ông chờ con một chút, con có cách. Người quả là tháo giác, lấy sáp ông mà thu được tơ thật nhanh. Ông quá khen, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Mà ông là nhà buôn tơ hay sao mà ông lại... Người quả là không biết đây là đất tiên sao? Hả? Đây là khu rừng tiếp giáp với tiền giới, để trồng thuốc và lấy nước rửa chân. Thường thì sẽ có sương mù đánh lạc hướng con người, vậy mà hôm nay ngươi lại vào được đây. Dạ, con mãi nghĩ đến việc dựng nhà lấy vợ nên không có để ý đi lạc vô trong đây. Ủa, vậy ông cũng là tiên sao? Ta là Nguyệt Lão, lo việc hôn nhân của trần gian đây. Hả? Có thật là vậy không? Nguyệt Lão, xin hãy cho con biết con có vợ hay không? Làm sao con tìm được một người vợ bây giờ? Ê, từ từ xem coi. Ta thấy ngươi cũng là một anh chàng tốt bụng tháo giác. Ngươi hãy ném sợi tơ này xuống đất, nó sẽ dẫn ngươi tìm đến một cô gái phù hợp với ngươi. Dạ, con cảm ơn ông. Oh,
Các chị xem đây. Em dám hát nước gì? Có nè. Để xem. Ôi, các chị ơi, nước làm cánh tiên ướt hết rồi. Phải đó, chúng ta nên gỡ cánh ra không cho khô. Nước ở đây thật mát, khung cảnh lại bình yên. Giá mà chúng ta có thể ở đây mỗi ngày. Thời gian ở đây khác trên thiên đình. Một năm dưới trần mới bằng một ngày trên tiên giới. Chúng ta cứ ở thêm một lúc nữa cũng không ai phát hiện ra đâu. Chị đừng nói nữa. Chức nữ là thợ dệt có tiếng trên thiên đình, đâu thể đi vắng quá lâu được. Chị lại chọc ghẹo em nữa. Giờ mình nên làm gì đây?